Ok. Rồi mình học nốt cái unit này nè. Now look at the picture and answer the questions. How many animals were in the picture? Câu đầu tiên nào. How many animals were in the picture? Có nghe câu nói chưa? Con nhìn vào bức tranh đi. Thấy chưa? Rồi. Vậy chúng ta trả lời câu đầu tiên nào. How many animals were in the picture? Bao nhiêu nhỉ? There are four animals. Mình có cấu trúc này này, there are hoặc là there is. Yeah. Vậy khi mình sử dụng there are, mình sẽ sử dụng cho nhiều hơn một. Và nếu như mà chỉ có một thôi thì mình sẽ sử dụng there is. Vậy đây mình sẽ sử dụng là there are four animals. Number two, which animals did you see? Câu tiếp theo nào. Which animals did you see? Sao con? Ờ đúng rồi, dấu hỏi bị sai thôi, nhưng mà cái câu vẫn đúng đấy. Đúng xạ dấu hỏi đi ra trước chữ C thôi. Câu tiếp theo là câu number 2. Người ta hỏi gì đây? Which animals did you see? Nó cũng liên quan đến câu đầu tiên. Câu đầu tiên người ta hỏi là bao nhiêu animals. Và xuống câu thứ hai thì người ta muốn biết rõ ra đó là những con vật nào. Đúng rồi, they are con gì nhỉ? Yeah, panda, duck, cow, and dog. Yeah, and dog. Đúng rồi. Okay, câu tiếp theo, which animal was hiding? Which animal was hiding? Trốn, hide là trốn. Vậy which animal was hiding là cái con vật nào? Con vật nào đang trốn, đã trốn? Yeah, it was a panda. It was the panda. Tại vì ở đây người ta dùng cái quá khứ thì mình cũng trả lời lại là quá khứ. Mình sẽ dùng was, chứ mình không dùng y. Number 4. How many kites were in the picture? How many kites were in the picture?
Ở trong cái câu này thì mình cần hiểu cái gì đây? Chỉ có một từ ở đây thôi này. Đây, còn lại những cái này chắc chắn thì con đã biết rồi. Mình chỉ cần biết là kites là cái gì để mình nhìn vào tranh mình có thể tìm được ấy. How many? Ở đây mình cần tìm cái gì đây? Kites. Cái mình cần tìm đó là con nói to lên tí cô nghe rõ. Đúng rồi. Vậy how many kites? Dạ, vậy làm sao để mình trả lời nguyên ngữ câu nhỉ? Tại vì ở đây cô hỏi câu thì con phải trả lời nguyên cả câu luôn. Mình sẽ dùng there is hay là there are. Dạ, đúng rồi. There is only one kite. Mình có thể dùng như vậy. Thay vì mình dùng there is a kite, mình nói cho người ta biết là chỉ có một con diều duy nhất thôi. Câu cuối cùng. How many red cars were there? Red car. Đây mình cần hiểu cái gì đây? Mình chỉ cần hiểu cái chữ chữ này thôi là mình có thể trả lời được câu hỏi này. One Z There is one red car. Chỉ có một chiếc xe màu đỏ thôi. Chưa nào? Rồi. Giờ mình sẽ qua cái bài tiếp theo. Bài tiếp theo là về About Me. Ok. Rồi, nhìn vào bức tranh. This is Bill. Answer my questions about him. How old is Bill? Where does he live? How does he go to school? Rồi. Now listen. Cô bấm quá, bấm bị quá rồi. Ở đây. Rồi, bây giờ con trước khi mình nghe thì con hãy đọc cái phần này. Ở phần này người ta chia ra làm bao nhiêu phần đây? Phần đầu tiên là let's talk about you. Phần thứ hai let's talk about your school. Thứ ba là let's talk about the things you like. Chưa? Bây giờ mình sẽ đi với từng phần này. Ở đây mình có 4 câu. Thì con hãy xem qua những câu đó là những câu gì. Tại vì lúc mình nghe thì mình sẽ không nghe hết từ trên xuống dưới. Và có nhiều câu mình sẽ nghe, có nhiều câu mình không cần. Là sao con? Tức là có nhìn nó cứ nhỏ nhỏ kiểu gì ấy. Thì con bị cận rồi đấy. Đeo kính chưa? Đi đo kính chưa? Đeo kính đi. Chắc là bị cận đấy. Nếu mà không đâu cả nhìn biết là con sẽ bị lên độ nhanh lắm. Tại vì con cứ phải nhíu nhíu mắt ấy. Người câu đầu tiên. How old are Câu thứ hai. many brothers and sisters have you got? Câu thứ ba. Number three. What's your favorite color? Number four. How often do you see your friends? Rồi, con đã hiểu hết những câu đó chưa nào?
Hiểu không? Thì bây giờ mình đi xuống phần tiếp theo là let's talk about your school. Number 5. Who do you sit next to in Next class? to in class. Number 6. How many lessons do you have? 9, 7. How Number, do you come how do you to? come to school? Number 8, where do you do your homework? Thì ở đây mình chủ yếu là tập trung vào những cái này này. Những từ how, where và who, những cái từ để hỏi ấy. Để theo câu number 9, mình có which is your favorite school day? Phần tiếp theo là talk about the things that you like. What is your favorite thing? Thì cái câu này là câu chỉnh này. Còn đây là những câu phụ. Ok, được chưa? Do you like music? Đây là những câu hỏi kèm theo. Thì khi mình nghe thì mình có thể nghe xem là người ta nói câu A hay là câu B. Và câu cuối cùng là can you swim? Thì bây giờ con nghe thử là xem mình cần nghe câu nào và trả lời câu nào nha. Vì như cô nãy lúc cô nói là nó sẽ không đọc hết đâu. Con thấy chữ nhỏ thật mà. Chữ nhỏ á. Để cô xem nào. Con thấy nó nhỏ thật mà. Nhỏ lắm à. Đúng, con thấy nó nhỏ lắm á. Ồ. Nhỏ thật mà. Cái chữ xanh ở bên cạnh là con nhìn rất rõ. Nhưng mà cái chữ này. Không, cái chữ xanh là chữ tiêu đề thì nó to là đúng rồi. Còn những cái chữ nằm trong này thì hơi nhỏ chứ. Không phải nhỏ hơn chứ, nếu như mà to quá thì con nhìn sẽ bị lẫn lộn. Ý là cái chữ nào cũng to bằng nhau ấy đấy, thì con sẽ nhìn không ra. Ok, bây giờ mình nghe nha. 30A. About me. Listen and write. Hello. My name's Miss White. I work here at the library. Hello, my name's Bill. Well, Bill, can I ask you some questions about your home and hobbies, please? All right. First, how many brothers and sisters have you got? Three. Three? Yes. I've got two sisters and one brother. Thank you. Now, where do you do your homework? I come here to the library with my cousin after school. Do you come here often? Yes. We try and do all our homework at the library. That's good. Now, two questions about the things you like. Okay. What do you want to know? What's your favorite color? That's easy. I love purple. Purple. Okay. Another question about things you like. What's your favorite film? My favorite film. Oh, I know. Terrible Monsters. Terrible Monsters? I don't know that one. It's great. Now for one last question. What about swimming? Can you swim? Oh, yes. I'm good at swimming. Are you? Yes. I go to the swimming pool every Friday. Well, thank you for answering my questions. Goodbye, Bill. Okay, bây giờ để skip ra. Đúng rồi. Đây là những câu mà mình sẽ phải trả lời. Vậy bây giờ con nghe cho cô là cái đáp án của những câu đó là gì? Bây giờ cô sẽ dừng lại mỗi câu nha. Ví dụ câu đầu tiên là how many brothers and sisters have you got? Thì đối với câu này thì mình sẽ nghe brother and sister. Bye! Yeah. Nghe lại nha. Hello, my name's Miss White. I work here at the library. Hello, my name's Bill. Well, Bill, can I ask you some questions about your home and hobbies, please?
All right. First, how many brothers and sisters have you got? Three. Three? Yes. I've got two sisters and one brother. Okay. How many brothers and sisters have you got? Three. Yeah, three. I have two sisters and one brother. Mhm. That's correct. Three. Mình tổng cộng là three và two sisters, one brother. Thank you. Tiếp theo. Now, where do you do your homework? I come here to the library with my cousin after school. Do you come here often? Yes. We try and do all our homework at the library. That's okay. Câu number A. Where do you do your homework? Homework làm ở đâu? Not at home. Bạn không có study at home. Bạn không có do homework at home. Bạn do homework at the... Bắt đầu bằng chữ L. Library. Library là ở chỗ nào? Đúng rồi. Library. Rồi câu tiếp theo nào. Good. Now, two questions about the things you like. Okay. What do you want to know? What's your favorite color? That's easy. I love purple. Purple. Okay. Now, favorite color nằm trong câu nào con? Number three. What color is it? I love purple. Yeah, I love purple. Đúng rồi. Vậy khi người ta hỏi là what is your favorite color? Mình có thể nói là it's purple hoặc I love purple, I like purple. Mình có nhiều cách để mà trả lời câu đó nha. Another question about things you like. What's your favorite film? My favorite film. Oh, I know. Terrible Monsters. Terrible Monsters. I don't know that one. No. Favorite film? Terrible. Vậy con có biết cách để ghi từ đó không? Terrible Monster. No. Okay. Này, terrible là con quái vật kinh khủng ấy. Terrible Monsters. Rồi, câu tiếp theo nào. It's great. Now for one last question. What about swimming? Can you swim? Oh, yes. I'm good at swimming. Are you? Yes. Câu cuối cùng, number 12. Can you swim? I can. Yes, I can. Oh, yes. Thì câu này người ta chỉ trả lời đơn giản hả? Ủa? Người ta trả lời là yes. Ủa sao nó tự bấm lung tung vậy ta? Okay. Here. How often ở đây là người ta đang nói đến tần suất là every week. Now let's listen to Bill again and answer to question number 8. Question number 8, where, who and when. Bây giờ nhiệm vụ của con là nghe cái câu number 8 lại cho cô nha. Để xem thử câu number 8 là mình biết là study rồi. Nhưng mà con hãy xác định cho cô là study ở đâu thì hồi nãy là mình đã biết là library và study với ai vào lúc nào. Who là với ai nè. When là khi nào. Bây giờ con nghe thử cho cô ba cái phần đó nha. 30A. About me. How many brothers and brother? Three with my cousin after school. Rồi, lại nè. Now, where do you do your homework? I come here to the library with my cousin after school. Do you come here often? Yes.
We try and do all our homework at the library. That's good. No, where? Vị trí của câu năm, cái nơi mà các bạn này học bài ấy, là bài tập về nhà ấy, là ở đâu nhỉ? Hồi nãy mình trả lời câu, mình nãy mình trả lời là ở đâu? Mấy con bị đứng á. Nhi ơi. Nhi ơi.